cái lúc di chuyển á là chỉ có con lăn cái trái đèn nó quay thôi, chạy cút đứng yên, cho nên là cái tốc độ của cánh quạt nó quay tối đa, cho nên là nó đánh sạch lẻ luôn. Tại vì chú nghĩ đi, một qua là 6 con ở bên trong cái thương không cái lớn rồi, hai đầu vừa rồi, vừa lấy đây là lũ má nó rớt xuống rồi, còn lại chín bảy mươi ba cọng bạc lá. Sau khi mình thấy các bạn cái con lăn này mình cũng sẽ quay, một khi nó quay tất cả các nút bên ngoài là mình tự làm sạch cái dàn chân côn. Một chút mình có cảm giác cái côn mình biết là nó là cái lạ này, tức là tất cả các nút bên trong là cái tỷ lệ thành côn nó rất là dài, và những cái nơi mà các bác cháu cũng học đó khi là rồi. Chào các bạn và mọi người nha. Chân hai dòng, một dòng thì 115 và 105, mấy dòng này toàn là mấy dòng mới hết nha, mới nâng cấp lên. Má đây một số anh em đang xem, đây mình cũng quay sơ lược cho các bạn xem. À, dây nó bự bự không ha? Cấp lên, dây bản B dòng xe hết. Dòng hồi xưa nó chỉ là bản B thôi, nhưng mà dây nó nhỏ quá thì nó hơi nhẹt hết, nó hướng không kịp, nó nhẹt thì nó xuất dây. Đúng rồi. Nâng cấp thành bản C hết. Cái dây băng tải nó quá bự luôn, hết hồn nha. Tải giá trị luôn, thấy cộng dây băng tải là thấy mê nha các bạn. Coi nè, bự lắm luôn, cỡ 2 phân á, bề bự nữa. Đây. Tại vì nó mạnh hơn, mã lực nó lớn hơn, chạy nó bốc hơn. Hai dòng, bên đây 115, bên đây 105. Không lớn hơn, đây 105 bốc. Ở đây thì hộp số, số 105. Máy sinh giờ bơm 5 bơm này. Mình xài được 2 loại bơm. Bơm 2 với bơm 45 cũng được. Nói chung nhau luôn. Xích nó nằm tắt gửi, bề dài nó 56 gai nha các bạn. Nó xài 6 con lăn. Ở bên đây thì 105. Thì nói nghe nãy giờ mình quay mình cũng có hiểu được một phần là cây 105 hàm nó 2,5 m nha, còn cây 115 hàm nó 2,7 m. Bên đây thì cây 105 cây xích của 105 nha. Nó cũng vậy, bề dài nó cũng 56 gai. Nó cũng là 5 tấc rưỡi luôn. Nó bằng với 115. Nhưng mà 115 thì bự hơn. Tại cái này mà cánh quạt đó chú chạy đất hơi là đầy xíu á, là nó bị quánh sình ra luôn, nó bị bám sình như vậy. Mưa mình mấy mưa mình là con năm bách đó, quánh nhiều rồi sình bám nó bám như hết. Con này là con nhiều nó đứng như hết sình con luôn. Cái lúc di chuyển á là chỉ có con lăn với trái đèn nó quay thôi, chạy cút đứng yên, cho nên là cái tốc độ của cánh quạt nó quay tối đa, cho nên là nó đánh sạch lẻ luôn. Tại vì chú nghĩ đi, một qua là 6 con
ở bên trong nữa, là một bên này tới 12 con, tổng cộng 2 dân chân mà là tới 24 con, nó đánh 3-4 cánh quạt nó sấy hết chưa, đỡ bám sạch. Cái bánh này với bánh 115 bển là nó bằng nhau hết ha. Nó giống hệt. Một bên là 2 trái đạn. Một bên con lan này 2 trái đạn, hai bên là 4 con. Vậy là hai dàn chân này nó bằng nhau, nhưng là cái động cơ nó lớn hơn thôi. Đúng. Như lại nó thiết kế được cái bàn đó. Cái tay nâng lên giống mày á. Mày mình nâng lên được. Vậy là cái cây 115 là có ben chống lầy. Đúng rồi. Cây bên đây không có. Ở bển thì bơm nó lớn hơn luôn, 55cc lận. Bơm mình lên đây là 45cc. Vậy là bơm bên đây là... Nếu mà ở bển là ai mà lấy chiếc ra chắc cứ được. Nếu mà lấy là đầu tiên luôn đó. Tại vì chưa ai. Đúng rồi, cây nó mới về mà. Cây nó mới về. 105 đây mà. Nhiều á. Quý rồi nhiều á. Quý hùng thì nhiều á. Đó. Đúng rồi. Cây bên đây thì cây 115 á, cây bên kia thì 105. Đứng kỹ thương hay không phải như vậy? Có coi rồi. Đứng rồi xuống lúa học á. Cái này làm lại đâu để gì vậy đâu. Làm anh chẳng ba bọn hứng nha. 115 và 105 đều giống nhau, nhưng mà cái bơm khác nhau, động cơ khác nhau nha bạn. Là cao hơn thôi. À, hàm to hơn, hàm tới 2m7, còn cây kia thì hàm 2m5 là lọc lòng. Hôm nay thì còn 2m4, hôm bến còn 2m2. Em chú anh em làm xe chắc ăn kia nó còn lú ra thấy không? Hả? Này cái gan nó ghi nha. Ừ. Làm không? Hả? Thấy không? Thấy bên không? Không không không. Coi lớn rồi. Hai cái lú vừa lên. Hai cái vừa lấy đây là lũ má nó gớt xuống rồi, còn lại chín nhảy rồi bạn cộng bạc lá. Để cộng thể lá mà gặp lúa ướt rồi nó dính lại độ quá này rác cái dĩ ra dưới độ không con. Yeah.
về cái hiện tại thì cái máy 105 mình mở ngoài đó, mọi người đang ở đó mình làm được cái mình cái cộng hưởng của mình là thiết kế thiết thử, tức là một số cái hãng khác trên thị trường đó họ làm được cái công nghệ sản xuất là họ muốn mã được lớn kết cấu toàn, nhưng mà thật sự họ có cách gì để làm cho nó rộng này được. Mình cần mấy bỏ đây chúng ta cùng quá hạn như này thì bản thân cộng hưởng của nó làm cho mình hạn giờ là cái kết cấu máy của mình là dựa trên là anh lại đang có đóng là biết, vì con giáo cũng như trong những vụ mà nó không có trên đầu nữa.
hồi xưa không có thì để mà cắt thì thôi, còn bây giờ mình có cái máy mình cắt so với cái máy cắt thì cắt 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 của một người ta sẽ còn hở. Tại vì đi được bao nhiêu cái bên xã đi bên đây cảnh là đừng có cái lỗ đâu thì người ta phải biết thôi. Về cái chỗ mà thank you.
Cốt
cái này không?